Trác Phàm thầm hiểu trong lòng xong hơi gật đầu cười đáp, xem ra Tà Vô Nguyệt muốn mượn thế để phát huy, đi tìm Ngự Thú Tông để gây phiền phức. Phòng trừng về sau, có thể tìm đến không ít chỗ tốt, đã như vậy lần này năm vị trưởng lão đến đây trợ trận. Rốt cuộc là hắn giúp ta hay là ta đang giúp hắn đây? Ánh mắt bất chợt sáng lên, các vị trưởng lão liếc mắt nhìn Trác Phàm, xong lại quay ra nhìn nhau. Rồi lưỡi trưởng lão khẽ gật đầu, tiểu bối thông minh hơn người khó trách được tông chủ yêu thích, phái năm người chúng ta đến giúp người. Chỉ là ngày sau nếu như gia nhập tông môn, vẫn là phải khách khí với tông chủ một chút, tuyệt đối không được ỷ thế sủng hạnh mà kiêu ngạo. Tông chủ không phải là người lương thiện, chớ đắc tội với hắn. Trác Phàm khom người cúi đầu đạm mạc lên tiếng, đa tạ ngũ lão nhắc nhở, vãn bối sẽ ghi nhớ trong lòng. Khô Vinh ngũ lão hài lòng gật đầu xong nói, nếu như tiểu bối không còn việc gì khác cần nhờ, vậy chúng ta liền sẽ hồi tông. Trác Phàm lại một lần nữa khom người đáp, ây ra, chuyện còn lại vãn bối sẽ tự xử lý, lần này làm phiền đến năm vị tiền bối ra tay tương trợ, vãn bối vô cùng cảm kích không dám làm phiền thêm. Nghe được những lời đó của Trác Phàm, Khô Vinh ngũ lão cũng là cười nhạt gật đầu, sau đó liền phi không bay vút lên, trong nháy mắt đã không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Chờ đến khi năm người đều biến mất, Lệ Kinh Thiên mới ngây người về phía họ xong thì thào lên tiếng. Này này, năm vị tiền bối đó nhân phẩm không tệ, ngược lại không giống người trong ma đạo chút nào. Trác Phàm chậm chậm giải thích, ma đạo cũng có người vô cùng kỳ quặc, cũng không phải toàn bộ đều là đại gian đại ác. Rất nhiều tu hành giả cũng chỉ là đắc lập độc hành, đi con đường riêng của mình không để ý tới ánh mắt của người khác, mới bị hiểu lầm cho là nhập vào ma đạo. Năm vị trưởng lão này cả đời tu luyện Khô Vinh công, ngoại trừ năm người rất ít khi cùng người khác giao lưu, tự nhiên không có nhiều lòng dạ tâm cơ, như vậy cũng có thể tính là thánh nhân trong ma đạo. Thế rồi Nam Chính hướng ánh mắt nhìn về hướng Phong Lâm Thành, trong mắt đột nhiên lóe lên một đạo tinh quang. Đập chân phi lên cao xong hét lớn, hiện tại chỉ cần chờ đến khi thắng trận chiến này, tất cả đều là đại công cáo thành. Chuyển cảnh đến chiến trường, tinh binh cường tướng của Độc Cô đại quân cùng Thiên Vũ tứ hổ đang bị Ba Lăng vệ Huyền Nhung quốc mang theo trên 100 vạn đại quân bao vây, bọn họ chỉ có thể liều chết chống cự. Phong Hồng Lang giữ tợn cười lên một tiếng, xong nhìn về phía bốn người Độc Cô Phong rồi quá to. Thiên Vũ tứ hổ, ta kính các ngươi cũng là anh hùng hào kiệt trên chiến trường, không mong các ngươi trong loạn thế chiến tử xa trường. Chỉ cần các ngươi chịu đầu hàng quy thuận, Phong Hồng Lang ta cam đoan, nguyên soái nhà ta nhất định sẽ coi các ngươi là khách quý mà đối đãi, tuyệt sẽ không bạc đãi. Độc Cô Phong tức giận hừ hừ quát lớn, nằm mơ đi, chúng ta thế nhưng là tứ hổ tướng lĩnh Độc Cô quân Thiên Vũ, há có thể đầu hàng lũ ma di Huyền Nhung các ngươi. Chiết Biệt biểu môi khinh thương lớn tiếng quát, Độc Cô Phong các ngươi đều đã bị hoàng đế của mình vứt bỏ, còn bướng bỉnh như vậy làm cái gì cơ chứ? Nguyên soái chúng ta yêu quý nhân tài, Thiên Vũ tứ hổ các ngươi mang theo quân tinh nhuệ Độc Cô đến chỗ chúng ta nương tựa, tiền đồ sáng lạn. Việc gì cứ phải một mực đi vào con đường chết cơ chứ? Dạng lòng lợn xào dưa như hoàng đế Thiên Vũ, có đáng để các ngươi vì hắn mà hộ quốc sao? Người Huyền Nhung tuy hợp tác với hoàng đế Thiên Vũ, nhưng đối với hành động âm hiểm của hoàng đế cũng là rất khinh thường. Ngược lại vô cùng tán thưởng chiến lược dũng mãnh của Độc Cô đại quân, cho nên dưới tình huống có thể đào góc tường, quân Huyền Nhung vẫn muốn tận sức lôi kéo đại quân thiện chiến bị vứt bỏ này. Chỉ có điều, thật đáng tiếc Độc Cô đại quân nhiều năm bất bại, nhân tố quan trọng nhất chính là quân hồn cư nghị, thề sống chết bất khuất anh dũng. Coi như nguyên soái bọn họ có bị hoàng đế hãm hại tới chết, nhưng muốn bọn họ phản quốc, bất luận như thế nào cũng không thể làm được. Tinh quang lóe lên, Độc Cô Phong hét lớn đáp, Phong Hồng Lang, Huyết Ảnh Lang, các ngươi không cần tốn nước bọt, đại quân Độc Cô chúng ta chủ gia bảo vệ đất nước, đến chết vẫn không thay đổi. Thứ chúng ta bảo vệ chính là bách tính Thiên Vũ, không phải là giang sơn của Vũ Văn. Độc Cô tướng sĩ cũng liên tục hô vang, tuy bị vây hãm nhưng không có một uể oải nào, ngược lại lòng tràn đầy kiên nghị anh dũng. Ba Lang vệ nhìn thấy cảnh đó thì cũng âm thầm gật đầu, đây thật là một đại quân tốt, thật đáng tiếc. Trong lòng ai thán một tiếng, Ba Lang vệ bắt đầu nhấc tay lên chuẩn bị hạ lệnh. Xã Thiên Lang, Chiết Biệt lòng đầy tôn sùng mà nhìn đội quân thiện chiến trước mắt hô lớn, Thiên Vũ tứ hổ hôm nay chúng ta sẽ tiêu diệt các ngươi, nhất định sẽ đem thi thể các ngươi mai táng thật chu toàn. Độc Cô Phong nghe vậy thì cười lớn đáp, cái đó thì thật sự đa tạ, ha ha ha. Tam hổ còn lại liếc nhìn nhau, lộ ra bộ mặt đầy vui vẻ. Tuy lần này chiến đấu bọn họ chỉ là mồi câu dụ địch, mà lúc nào cũng có thể mất mạng, cho nên sớm đã chuẩn bị tinh thần chết trên xa trường. Ba Lang vệ nhìn thấy cảnh đó thì trong mắt khẽ nhúc nhích, tựa như không có chút đành lòng, dù sao cũng là đối thủ của lão nguyên soái nhiều năm. Sớm đã như bằng hữu nhung nhớ, nhưng quân nhân có chức trách của quân nhân, làm địch nhân thì trên chiến trường bọn họ tuyệt đối không thể hạ thủ lưu tình. Bất ngờ Ba Lang vệ cùng nhau vung tay lên hét lớn, xông lên tiêu diệt bọn chúng. Thiên Vũ tứ hổ cũng là cười một tiếng lớn, xong cũng giản trận thủ thế nói, tới đây đi mấy thằng khốn. Thế mà đúng lúc đó, trong rừng rậm ở một nơi xa lại truyền tới tiếng kêu la giết giết. Cùng với đó là tiếng kêu gào chấn thiên triệt địa, chỉ một thoáng ánh lửa ngút trời phóng thẳng lên trên cao. Thân thể bất giác run lên một hồi, Ba Lang vệ cùng nhìn về phía sau, trong mắt không nhịn được mà co rút lại xong kêu lên sợ hãi, là đại tướng nguyên soái có người tập kích quân doanh. Trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, Độc Cô Phong không khỏi cười to nói, ha ha ha, tiểu ngũ hắn rốt cuộc cũng hành động rồi. Mấy người xã Thiên Lang nhìn thấy thì không khỏi kinh ngạc, các ngươi phái người vòng sau tập kích đại danh nguyên soái chúng ta sao? Thế nhưng là Độc Cô quân các ngươi đã bị vây nhốt ở đây, còn có đội ngũ nào có thể đột kích được tới đó chứ? Độc Cô Phong cười to lên đáp, hắc hắc hắc,
còn non và xanh lắm các cưng à, các ngươi không nghĩ tới điều đó sao? Chúng ta còn một đội quân cực kỳ thiện chiến khát máu khác, là do ngũ đệ của chúng ta cầm đầu. Thiên Vũ Tứ Hổ chỉ huy phi hổ quân chúng ta chỉ là mồi nhử để cầm chân các ngươi ở đây mà thôi. Nguyên soái nhà ta sớm đã dự liệu các ngươi muốn tốc chiến tốc thắng, toàn quân xuất kích, cho nên đã dùng chúng ta làm mồi nhử, lôi kéo đại quân các ngươi ở đây. Sau đó lại phái tiểu ngũ bất ngờ đi đánh soái chướng nguyên soái của các ngươi, bắt giặc phải bắt vua trước, các ngươi không hiểu điều đó ư? Ha ha ha. Ba lang vệ nghe xong thì hai mắt đỏ rực phẫn nộ gào lên liên tục. Hiện tại bát lang vệ đều đã di chuyển bên trong quân, soái chướng trống rỗng, địch nhân phái người đánh lén thì không có ai có thể bảo vệ nguyên soái. Tại một phương khác, Lạc Vân Hải đang mang theo một đám chiến khôi kim cương bất hoại, tạo thành phi hổ quân một đường giết về phía trước, một đường như tia lửa tia chớp lao lên không thể chỉ trệ một khác. Bởi vì tổng thể lực của tất cả mọi người đều mạnh đến biến thái, đến mức mà Lạc Vân Hải không cần chỉ huy bọn họ thành chiến trận. Chỉ cần một mực sông về phía trước, cũng khiến đối phương như cá nằm trên thớt, bị giết một lượng lớn quân như kiểu gặp thần giết thần, Phật cản giết Phật. Lạc Vân Hải cười khổ, tuy nói trong lòng hắn sớm đã minh bạch, chắc phàm muốn nhờ vào đại chiến để hắn lập công, nhưng cho hắn một chi đội mạnh đến mức biến thái như này. Hắn muốn lập công thì không thành vấn đề, nhưng lại không có chút cảm giác thành tựu nào, tại đội quân này mạnh quá, cứ chỉ huy lao lên chiến thôi, đếch sợ bố con thằng nào cả. Lạc Vân Hải ở chỗ Độc Cô Quân học sắp xếp chiến trận cùng sách lược đối ứng, hoàn toàn không phát huy được tác dụng. Chỉ vì đội quân này thực sự quá mạnh, xông lên đánh cứ như vũ bão mặt đất rung lên ầm ầm, không ai có thể cản được bước bọn họ, căn bản không cần sách lược sách dép gì, cứ lao lên chiến thôi. Cho dù là đối mặt với đội quân cận vệ đại nguyên soái Khuyển Nhung Thác Bạt Thiết Sơn, những chiến khôi này cũng dễ dàng tiêu diệt sạch sẽ nào cần chỉ huy. Căn bản là hổ thả và bầy dê cứ trực tiếp lao lên giết là được. Hiện tại hắn mới hiểu được Trác Phàm hay nói dốc hết toàn lực là có ý gì. Một vị chiến khôi thần chiếu cảnh đỉnh phong đến khom người cúi đầu xin chỉ thị, thiếu chủ tất cả vệ binh đóng giữ, chúng ta đều đã dọn dẹp sạch sẽ. Tất cả đang ở doanh trướng nguyên soái, chờ đợi thiếu chủ đi trung ạ. Chợt cười khổ một tiếng Lạc Vân Hải lẩm bẩm, lấy năng lực của các ngươi đi vào đem hắn bắt ra là được, còn chờ ta làm gì? Tên lính đáp hời bẩm thiếu chủ, đây là mệnh lệnh của Trác quản gia, chỉ có ngài mới được quyền đem nguyên soái đối phương bắt lại. Công đầu trong lần đại chiến này ngài phải là trọng tâm, khiến người ta tâm phục khẩu phục, không nói được ra câu nào dị nghị. Lạc Vân Hải bật cười lắc đầu, ây ra, Trác ca thật sự là có lòng, bất quá công lao này không lấy cũng không được rồi. Song thanh niên chậm rãi bước chân đi về soái trướng của Thác Bạt Thiết Sơn. Bên trong đó sớm đã có khoảng 10 chiến khôi chờ, đợi không cho người bên trong cơ hội chạy thoát. Đẩy cửa liều ra, Lạc Vân Hải dương dương tự đắc bước vào liền thấy một thằng được dựa cao to đen hồi, thân mang trường bào nguyên soái, hắn đứng sát vị trí chủ tọa, không có một chút sợ hãi, phong cách uy phong lẫm liệt. Lạc Vân Hải nghiêm túc đạm mạc lên tiếng, thường nghe nghĩa phụ lão nhân gia nhắc đến, lão nguyên soái chính là chí địch cả đời ông ấy. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên là danh bất hư truyền, gặp không sợ hãi. Chỉ có điều xung quanh đại danh của ngài đã bị ta vây hãm, ngài đã thua, xin ngài đi theo chúng ta. Không khỏi cười lớn một tiếng, người kia phách lối đáp, ha ha ha, do đầu tử từ đâu đến mà dám ăn nói ngông cuồng, muốn đánh bại đại quân Khuyển Nhung chúng ta, đòi bắt sống nguyên soái của chúng ta sao? Ngươi còn non và xanh lắm. Khẽ nhíu mày, Lạc Vân Hải nhìn chằm chằm vào bóng lưng kia xong suy đoán, ngươi không phải là Thác Bạt Thiết Sơn sao? Bỗng nhiên tên kia quay lại, hắn chỉ là một thằng trẻ danh khoác lên mình chiến bào nguyên soái mà thôi. Hắn cười giễu cợt đáp, ha ha ha, đó là đương nhiên. Nguyên soái chúng ta biết rõ các ngươi binh lực yếu ớt, cơ hội thắng duy nhất chính là cướp trại, cho nên sớm đã rời khỏi đây, các ngươi đã trúng kế rồi, ha ha ha. Lúc này bên ngoài đột nhiên có người chạy đến bẩm báo, thiếu chủ, tứ phương xuất hiện phục binh của quân địch, chúng ta đã bị bao vây. Lạc Vân Hải khẽ gật đầu không lộ chút ngạc nhiên, xong thở dài nói, ây ra, thật sự lại bị Trác đại ca đoán trúng rồi, xác suất thành công của phương án thứ nhất đúng là không đến 1%. Đây có lẽ là lão gia hỏa kia phải tự tin giành thắng lợi rồi mới xuất hiện, xem ra cần dùng đến phương án thứ hai. Xem bốn vị ca ca bên kia làm thế nào, ha ha ha. Vị nguyên soái giả kia không khỏi sững sờ thốt lên, sao, làm sao, ngươi một chút cũng không kinh ngạc ư? Bất ngờ mỉm cười một tiếng, Lạc Vân Hải đáp, ngạc nhiên cái đếch gì chứ? Từ lúc mới bắt đầu, chúng ta đối với Thác Bạt Thiết Sơn đã lưu lại vạn phần ý tâm, suy nghĩ của lão ta sớm đã bị chúng ta đoán trước. Nhưng bất luận như thế nào, chỉ cần trong tay ta còn phi hổ quân, một khi biết vị trí của hắn bắt giữ hắn cũng chỉ là trong một nốt nhạc mà thôi, ha ha ha. Cười quỷ dị một tiếng, Lạc Vân Hải quay người đi, còn vị nguyên soái giả kia đứng đó kêu lên sợ hãi, ngươi cứ như vậy mà đi sao? Không giết ta sao? Ta đều là chuẩn bị quá tốt khiến ngươi thẹn quá hóa giận, ta khẳng khái chịu chết. Lạc Vân Hải cười khinh đáp, một cái tên tiểu lâu la mà thôi, giết làm gì, ngươi đếch có xứng khiến ta bẩn tay. Tựa như Trác quản gia đã nói, không cản được đường ta thì với ta mà nói, ngươi căn bản không đủ để ta để ý tới. Người kia bất giác giật mình, sau đó một mặt kính phục gật đầu thì thào, đúng là phong thái đại tướng. Ra ngoài soái trướng, Lạc Vân Hải vẫy tay tính kêu mọi người rời khỏi doanh trại. Thế nhưng đúng lúc này, một tiếng cười to đột nhiên vang lên, ác lang vệ Cha Lạp Hãn đột nhiên xuất hiện trước mặt, phía sau hắn là chục vạn đại quân sát khí lạnh thấu xương. Cha Lạp Hãn đứng trước đại quân, một thân khí tức cường hãn lên tiếng, ha 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 thằng nhóc con.
đến cướp trại mà liền muốn rời đi nhanh vậy sao? Ngươi coi chỗ này là chỗ nào, mà thích đến thì đến, thích đi thì đi hả? Lạc Vân Hải mắt lạnh nhìn hắn xong cười ra tiếng đáp, nơi này có thể là chỗ khỉ gió gì chứ, đại doanh quân địch thôi mà, cũng chỉ là thắng cảnh du lịch, ta đến để chơi chơi không được sao? Cha Lạp Hãn tức giận nói, hừ hừ hừ, thật sự là tên tiểu tử ngông cuồng không sợ chết, sắp chết đến nơi rồi mà còn mõ hỗn y chang như tên khốn chắc phàm kia. Ngươi có nhìn thấy mấy chục vạn đại quân phía sau lão phu không? Chỉ cần một nốt nhạc là tiêu diệt hết các ngươi có tin không hả? Khinh thường bĩu môi, Lạc Vân Hải chỉ về phía sau đáp, Eku có nhìn thấy phi hổ quân ở sau bản tướng quân không hả? Chỉ cần mấy giây là quét sạch các ngươi đấy, có tin không hả? Cha Hãn khẽ sững sờ bất giác trong lòng đầy nghi hoặc, đám thuộc hạ của Trác Phàm đều mấy tên ngông cuồng phách lối như này sao? Tiếp đó hắn đảo mắt nhìn một lượt xung quanh, sau đó cười nhạo nói, đúng là tiểu tử ngu dốt, ngươi ở đây cũng chỉ có 100.000 người mà thôi, lão tử đây có hẳn trên 500.000 người. Chênh lệch hai quân quá lớn, nhìn là có thể biết, ngươi mạnh mõm cái gì hả? Lão tử khuyên ngươi vẫn là mau chóng đầu hàng, đừng để hai quân giao chiến đến lúc đó thương tổn tính mạng quân nhà ngươi. Lạc Vân Hải đáp, thôi đi, ngươi mới là tên lỗ mãng vô tri, có hiểu bên trong chiến trường chiến lược đại quân cùng quân số không nhất định là có quan hệ trực tiếp không? Cha Lạp Hãn thấy Lạc Vân Hải bướng bỉnh như vậy thì không khỏi ngạo nghễ hăm dọa nói, nói nhảm, cái này lão tử đương nhiên biết, nhưng quân đoàn mạnh nhất thiên vũ các ngươi không ai qua được binh lính tướng tài của Độc Cô đại quân, cho dù ngươi có mang những người này theo sau cũng kém hơn 500.000 tinh binh khuyển nhung của lão tử. Nhưng Lạc Vân Hải lại căn bản không để mình lòng vòng, cu cậu chỉ mỉm cười trong mắt lóe lên chi sắc. Vậy thì ngươi kiến thức cũng quá nông cạn rồi. Kết trận, để ác lang vệ nhìn xem, cái gì mới thực sự là thực lực khác biệt. Ngay sau đó những chiến khôi phía sau lưng cùng nhau gật đầu một cái, tạo thành chiến trận vừa mới tập luyện 2-3 tháng gần đây. Tuy vô cùng rời rạc nhưng lại có nội tình tốt, mỗi người đều là tinh binh trong đám tinh binh, cao thủ trong cao thủ. Chỉ một thoáng, một cỗ khí tức ngập trời được phát ra, giống như lưỡi kiếm sắc bén áp về phía Cha Lạp Hãn cùng mấy chục vạn đại quân, ép đến khi khí tức bọn chúng chỉ trệ từng bước lùi lại. Đột nhiên sợ hãi, Cha Lạp Hãn bất khả kháng nhìn về phía trước, trên mặt đã toát hết mồ hôi hột nghĩ. Cái này cuối cùng là đội ngũ như nào, sao lại mạnh biến thái đến thế chứ, vỏn vẹn chỉ có 100.000 người mà thôi, mà đã có khí thế cường đại như vậy. Ép cho 500.000 quân của ta đều không chịu nổi. Chiến lực như vậy quả thực có thể chịu được mấy trăm vạn hùng binh. Thế nhưng hắn còn chưa hết bất ngờ, thì càng nhìn lại càng kinh ngạc hơn, hồn phách bay mất vài phần, chỉ thấy mấy người đứng hàng đầu chiến đội này đều là cao thủ thần chiếu cảnh. Trọn vẹn trên 5.000 cao thủ, tiếp sau đó là cao thủ thiên huyền cảnh cũng có 3-4 vạn người, sau cùng tất cả đều là cao thủ đoán cốt cảnh, cũng đạt đến 60-70.000 quân. Một đội ngũ như thế, quả thực không dùng từ biến thái để hình dung được, mà phải là mạnh vãi cả nhái. Cứ coi như trong quân đội đoán cốt cảnh đã coi như là hàng ngũ tinh binh, thiên huyền cảnh chính là tướng quân, 10 phần thưa thớt có thần chiếu cảnh cũng là sự tồn tại như chiến thần. Đại tướng trong quân giống như bát lang vệ hay thiên vũ tứ hổ vậy. Mà tướng sĩ phần lớn chỉ là tụ khí cảnh mà thôi, cho nên chỗ lợi hại của quân đội không phải là thực lực cá nhân, mà chính là tổng thể chiến trận, lực lượng tất cả hợp lại. Thế nhưng giờ khác này, có một chiến đội một nửa là cao thủ thần chiếu cảnh, thiên huyền cảnh, đến ác lang vệ kinh nghiệm chinh chiến xa trường bao năm, khát máu thành thói nhìn thấy cũng sợ đáy ra quần. Nhìn bộ dáng ngây ngốc của Cha Lạp Hãn, tựa như không tốt lên lời, Lạc Vân Hải không khỏi cười lạnh toét miệng nói, ác lăng vệ đây chính là phi hổ quân do chính Trác Nguyên soái nhà ta huấn luyện ra, giao cho ta chỉ huy thế nào, muốn thử hai chiêu chứ? Khóe miệng bất giác cầm nín, Cha Lạp Hãn không khỏi run lên sắp khóc đến nơi rồi, xong lắp bắp nói, nàn ý, do Trác Phàm luyện binh sao? Trác Phàm đáng chết, chính mình đã mạnh đến mức biến thái thì thôi đi, luyện binh cũng đến mức biến thái thế này, thật không hiểu hắn là thần thánh phương nào mà có thể làm được, cuộc chiến này còn đánh được nữa sao? Hít một hơi thật sâu, Cha Lạp Hãn trầm ngâm một hồi lâu xong đột nhiên hét lớn, anh em chim én. Vừa dứt lời thì hắn đã đạp ga lao vút đi mất tiêu luôn. Những tướng sĩ khuyển nhung nghe được hiệu lệnh này thì chết sững người. Đâu có chút mơ hồ, bọn họ chưa từng thấy bộ dáng sợ hãi như vậy của Cha Lạp Hãn hung ác tàn bạo này. Chờ đến khi bọn chúng hoàn hồn muốn chạy, vì chắc chắn kẻ địch quá mạnh thì tướng quân mới chim én, đại quân khuyển nhung chưa từng mất mặt như vậy. Lạc Vân Hải cười lạnh, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang hét lớn. Phân ra một cao thủ thần chiếu cảnh đuổi theo bắt sống thằng chó Cha Lạp Hãn lại cho ta, còn đám quân khuyển nhung còn lại nghiền nát chúng đi. Chỉ một thoáng giống như đám tu la địa ngục, Lạc Vân Hải dẫn theo nhân mã đuổi giết đại quân khuyển nhung. Dựa vào sức mạnh gấp mấy chục lần, một đường đã đủ giết sạch. Bỗng dưng âm thanh thảm sát vang lên, tiếng la thất thanh không dứt. Chỉ trong chốc lát đại quân của ác lang vệ đã tổn thương phân nửa. Có thể thấy mức kinh khủng phi hộ quân như nào, chỉ là cái này một phần cũng là do Cha Lạp Hãn sợ bỏ chạy, làm cho quân đội không có người chỉ huy, mặc cho người khác chém giết. Tại một phương khác, Cha Lạp Hãn cực lực chạy trốn, lại nghe thấy tiếng gió xé vang. Gần 100 quân thủ thần chiếu cảnh đã xuất hiện trước mặt hắn, đem hắn bao vây lại, sau lưng mỗi người có một đôi cánh. Trong mắt hơi co rút lại, Cha Lạp Hãn khóe miệng bất giác trì trệ, trên mặt còn lộ ra vẻ sợ hãi. Hắn không dám nghĩ đám cao thủ thần chiếu cảnh này quân số lại đông vậy, mỗi người còn có một bộ ma bảo phi hành như thế, hắn làm sao mà chạy được. Song hắn chửi thầm, thằng chó Trác Phàm đáng chết, tướng quân còn mạnh mẽ như thế, đội ngũ nghịch thiên này rõ ràng là dùng tiền lập ra.
Nếu không phải vậy thì sao thằng nào cũng có một kiện ma bảo phi hành chứ? Cứ như này thì có chạy cũng không thoát được. Ngỡ đâu nhìn lên trời cha Lạp Hãn ai thán liên tục, mặt hắn đầy rẫy bi thương, trời muốn diệt hắn. Vốn dĩ hắn cho rằng phục binh xung quanh sái trướng để vây bắt đám chuột nhắt đến cướp trại, một việc vô cùng nhẹ nhõm. Ai ngờ chuột đến không phải là chuột nhắt mà là chuột cầm tinh con hổ. Bất quá việc đến nước này hắn cũng chỉ có thể liều mạng mà thôi. Kết quả một tiếng gầm hét vang lên, khí thế toàn thân đại phóng, cha Lạp Hãn mắt đỏ phừng phừng lao qua hét lớn. Cha Lạp Hãn ta chính là một trong bát lang vệ Khuyển Nhung, trời sinh thần lực, xe xác linh thú, có danh xưng đệ nhất dũng sĩ Khuyển Nhung, tên nào không sợ chết thì đến đây. Đám người kia ngơ ngác nhìn nhau xong cười khinh bỉ, bọn họ đều là chiến khôi do Trác Phàm luyện chế, trừ nguyên thần của bọn họ, còn lại từ trên xuống dưới đều là luyện chế thành thân thể kim cương bất hoại, còn sợ ngươi xé xác sao? Kết quả là một chiến khôi đột ngột lao lên chiến, sau đó là cha Lạp Hãn rất nhanh hung hăng dùng hai tay tóm gọn hắn lại, ngay sau đó hắn liền bẻ cổ tên lính đó luôn. Cha Lạp Hãn cười khoái chí nói, ha ha ha, dậy gáy đi, dãy gáy nữa đi con chó gãy này. Tên lính thì kêu la oái oái, ôi ôi ta bị gãy cổ rồi, ta bị hắn bóp ngạt thở mất. Nhưng đột nhiên tên chiến khôi lại nở nụ cười quỷ dị, ngay sau đó hắn vung tay lên trực tiếp đánh gãy tay cha Lạp Hãn. Chẳng phải nói lão ta kêu gào thảm thiết như con lợn bị chọc tiết vậy. Cha Lạp Hãn ở đó ôm tay run rẩy đầy sợ hãi hỏi, ngươi cũng là người được luyện thể sao? Tên chiến khôi cười khinh bỉ, ta chưa bao giờ luyện thể qua, bộ thân thể kim cương này là Trác quản gia cho ta, mà tất cả chúng ta mỗi người có một bộ, ngươi cậy mạnh cũng không thể xé bất cứ người của chúng ta đâu. Cha Lạp Hãn nghe xong thì hoàn toàn ngơ ngác, nhìn vào 100 chiến khôi kia sắc mặt không thể tin được, đây là sự thật. Hắn ngẫm nghĩ, ta đường đường là đệ nhất dũng sĩ Huyền Nhung quốc, tại Thiên Vũ cũng xếp không dưới 100, vậy mà lại. Rồi hắn sợ hãi nói, Lạc gia các ngươi là khu vực toàn quái vật à, làm sao cả đám toàn tên không bình thường vậy hả? Đám chiến khôi nghe xong thì ha hả cười to lên, trong lòng tự đắc. Cuối cùng cũng được nếm mùi khi dễ người khác, cái này chính là cảm giác của cường giả.